Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Dũng Bùi Bình. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với tựa game Arsenal ha. Thì như tiêu đề tôi có ghi là chúng ta sẽ nhập code trong cái tựa game này ha. Giờ thì chúng ta sẽ nhập thử cái code này xem nó có cái gì ở trong đây ha. Ok, nhập code thế nào? Code này là code mới ha mọi người. Thì giờ chúng ta sẽ nhập thử thôi. Cái code này nó có hoạt động hay không ha. Thì bây giờ nhập thôi. D 2021 Sporky Code. Ok, redeem thôi. Ok, đã redeem được rồi ha. Giờ thì vào phần avatar xem coi, phần avatar nằm chỗ nào đây. Rồi giờ bấm vào phần character ha, phần nhân vật. Đâu cái code mới đâu? Code mới đây rồi. Legendary. Ok, một cái code mới nó cho chúng ta được một cái skin là Hakula, là Dracula đó. Thì tựa game này đang có sự kiện ha. Arsenal đang có sự kiện Halloween mới update đây luôn. Roblox trở lại xong là bắt đầu nó update luôn. Và bây giờ tôi sẽ đi vào game bắn thử coi test cái skin này coi. Thì có skin thì nó boost sức mạnh mình hơn ha. Rồi, giờ thì bắt đầu thôi. Ok, vô. Game giờ làm lại đồ họa rất là đẹp ha. Wow. Tôi thấy nó khác hẳn nó sao á, nhìn nhìn nó đẹp hơn cái gì á. Nhìn nó thật lắm, không phải như kia nữa. Rồi. Ê. AFK nè. Có skin mới thì nó boost sức mạnh tinh thần thôi chứ không phải là boost sức mạnh gì hết rồi. Tác đầu nè. Gì vậy cha, móc lớp đậu xanh. Ok, tôi chơi một dáng thôi ha, chơi test thử coi cái gì. Ok, giờ chúng ta bắn tiếp thôi, cứ bình tĩnh thôi, chơi game này bình tĩnh thôi, bình tĩnh tự tin và chết. Bà mì ai à, cái này là cái gì đây? Mày nè. Úi sao kỳ vậy, 45 máu kìa. Game giờ có đánh boss nữa ha, rất là đẹp luôn, rất là hay luôn á, đa dạng. Tự nhiên chuyển qua cây sniper thì chịu rồi, cây này sniper đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. U sao đàn làm đàn nhanh quá vậy, đâu rồi? Ok, đổi súng, mình gây đam thôi thì gây 60 đam lần mà. Như trong đây nè. Cái súng nó là bắn lên trời được á. Tìm gì kỳ vậy? Tìm không ai bắn hết vậy? Tôi bắt đầu khoái cái tựa game này rồi đó. Móc lớp đằng sau. Đây đây. Súng đẹp vậy. Wow. Bình tĩnh nè, nào nào. Thì giờ cũng đã là chiều rồi. Úi, tự nhiên đổ qua cái đó. Chạy. Thì giờ cũng là 5 giờ chiều rồi ha, 5 giờ 10 rồi. Tôi làm cái này xong thì tôi edit cho mọi người luôn, chắc tầm 6 giờ xong. 6 giờ, 6 giờ edit xong thì airport video ra chắc tầm 6 giờ rưỡi 7 giờ. Thấy không? Mọi người thấy khổ không? Khổ mãi tèo luôn. Ngày 3 rồi. Trận đấu sắp chuẩn bị kết thúc rồi. Gán leo top thôi mọi người. Trời. Ây da. Còn rất là nhiều tựa game update luôn. Tôi sẽ ráng làm ha. Ui, đổi súng không kịp. Sao tôi thấy mấy người kia vừa đổi dao cái đổi súng liền đúng mẹ luôn. Đây nè. Nó còn, tôi còn delay. Ui, ba thằng à. Đến tôi luyện game này từ từ ha. Game này cũng vui á, Golden được à. Này, chuẩn bị hết giờ rồi. Sao tôi thấy nó khó nhìn quá vậy? Game giờ khó nhìn quá vậy ta? Phải vô game hay vô mắt gì? Cho tim mạng màu xanh nữa nên là khó nhìn quá. Tết đầu nè. Hai mạng. Rồi thôi ráng thêm dáng nữa coi, để ra thêm dáng nữa coi xem tôi có lật kèo có top 1 không ha.
chơi giải trí ha, chơi giải trí đầu tuần, thứ hai là ngày đầu tuần ha. Ok, skin ngầu lòi luôn, vô tiếp tục sniper súng này bắn liên tục hay gì, dính nè, chơi sniper. Úi bắn liên tục được mà à. Tôi ít chơi trò này nên không biết ha, tưởng súng bắn mới nhắm này, về bắn liên tục được chết nè. Úi bắn hay vậy trời, Arsenal vô làm đẹp đó ta. Ứ cho đây nè xúc. Úi máy đậu xanh. Úi chết rồi, bị hầm rồi. Úi trời, chưa kịp làm gì luôn á. Nè hay ta. Úi bắn hay vậy, chết rồi. Ui ra giữa này dễ chết lắm mọi người, chạy lên đây. Úi mày hả, móc lớp tao nãy giờ. Tập trung ha, vừa mới nói tập trung xong mấy. Hình như cái này bắn 17 mạng hay gì mà. Ừ ủa vừa nói 17 mạng xong win luôn, 15 mạng là win rồi. Ok, và chắc tôi kết thúc video tại đây luôn ha mọi người. Và mọi người mà thấy cái video của tôi nó có hiện quảng cáo á, thì mọi người hãy click vào một cái quảng cáo bất kỳ ha, thì nó hiện lên, mọi người bấm vào một cái thôi, nó không có mất cái gì cho mọi người đâu, nó không có mất mát một cái gì cho mọi người cả, chỉ tốn là 1-2 giây để chúng ta bấm vào và chúng ta tắt đi thôi. Mọi người click vào để tạo cái động lực và thêm cái chi phí cho tôi xây dựng cái kênh này thêm ha. Ai mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like, một subscribe. Ngoài ra thì hãy comment ở bên dưới video cho tôi biết là mọi người đã nhận được cái skin này chưa ha. Tôi là Vũ Mưu Vinh, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào.